đó, siết ốc đấy các bạn thấy đấy, mình bị như thế là nó không bao giờ nó lúc lắc được. Bữa mình thử luôn hai chai dầu xả là tầm khoảng 5 kg, mình teo đi đường dài mà không sao hết, cứng lắm. Đây về bên trái, bên trái thì lắp ngược lại. Hôm nay các bạn sẽ thắc mắc vì sao mình làm cái clip này đúng không? Có nhiều người chơi với Winner này không có cớp và sẽ đầu tư nó một cái thùng GV như thế này. Nhưng mà thực chất khi gắn được cái thùng GV này thì bỏ hết đồ bên trong thì nó vẫn không đủ. Mình treo những cái thứ linh tinh ở ngoài nữa cơ. Hôm nay sẽ chỉ các bạn một cách là gắn hai cái móc của móc treo của SH nha. Đây, đây là một cái móc treo của SH mình mua ở ngoài cửa hàng Honda, chính hãng Honda nha. Đấy, logo Honda. Và một cặp ốc, ốc này bữa hôm mình hỏi ông đó là ông kêu ốc 4 ly, mua hai cái lông đờn và hai con tán nữa. Đây, đây, đầu cù chuẩn bị gồm một chục vít, đây, nhìn ta kia nhé. Một cái kềm và cũng một cái chục vít, nhưng mà cái loại này bạn đo sao mà nó bằng con tán 4 ly các bạn á. Để một lát nữa là mình dùng cái này mình đốt nóng và mình khoan lỗ. Đó. Đây các bạn phải đo. Có người thì muốn gắn đằng trước như thế này như mình. Người thì thích gắn trên, gắn giữa, gắn dưới. Các bạn muốn gắn đâu cũng được, tại vì cái thùng GV này là nhựa tốt nên nó không có thể bể được nha. Còn loại thùng khác thì mình không có đảm bảo, không biết. Đấy, mình đo đây và mình sẽ khoan hai cái lỗ đó. Tại vì sau khi khoan xong á, đó, dùng lửa thiệt nóng nha, đỏ khoan rồi đó. Khoan xong thì các bạn dùng dao gọt sạch những cái phần mà nó bị chảy ra. Nhớ đánh dấu là đo trước rồi hãy khoan nha, chứ để nó rật lỗ xấu. Đây. Bên trong thì vệ sinh sẽ hai con tán này rất là vừa thôi, nó sẽ không bị dướng gì đâu các bạn. Rồi các bạn dùng mở tán ra và nhét nó vào cái bát, bắt nó khóa chứ. Đó, sau khi gá nó lên thì dùng hai cái lông đờn này bỏ bên trong nha, để kẹp và giữ lại. Đó, siết ốc. Đấy các bạn thấy đấy, mình bị như thế là nó không bao giờ nó lúc lắc được. Bữa mình thử luôn hai chai dầu xả là tầm khoảng 5 kg, mình teo đi đường dài mà không sao hết, cứng lắm. Đây về bên trái, bên trái thì lắp ngược lại. Đấy, giờ về xe bạn nó có hai cái móc hai bên, có thể gắn được treo đồ đi chợ hay là gắn được thứ như thế linh tinh khác, nó tiện lắm. Nhiều khi có cái thùng không thì cũng không có được,
chỉ bỏ được mấy cái đồ ở phía trong linh tinh như áo mưa rồi thôi chứ đâu có treo được gì đâu. Đấy, bây giờ cái bình nước như thế này đây thì chẳng ngại gì cả. Đó. Để mình đu luôn cho mấy bạn coi nè. Đó. Đứt dây đi chứ không bao giờ mà đứt cái quai ra được. Đây, chúc các bạn thành công nha.